Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 15 tháng 4, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Mới vài ngày trước thì báo cáo từ Sun Mobile đã tiết lộ Samsung năm nay có thể ra mắt tới hai phiên bản khác nhau của chiếc Galaxy Note 10. Trong đó, sự khác biệt chính giữa hai phiên bản này sẽ đến từ kích thước màn hình và camera. Không chỉ vậy thì cả hai sẽ có tên gọi khác nhau để phân biệt. Cụ thể thì chuyên gia dò dỉ Ice Universe mới hôm qua đã đăng tải một đoạn bài đăng trên mạng xã hội Twitter cho thấy phiên bản màn hình lớn hơn của thế hệ Note tiếp theo của Samsung sẽ được đặt tên là Galaxy Note 10 Pro. Hậu tố Pro chưa từng được Samsung đặt cho các dòng sản phẩm flagship của mình từ trước tới nay. Thay vào đó, với dòng Galaxy S Series thì Samsung thường sử dụng hậu tố Plus. Tuy nhiên thì với dòng Note năm nay, mọi chuyện có thể sẽ khác. Theo báo cáo mới nhất thì hai phiên bản của Galaxy Note 10 sẽ có tên mã là SM970 và SM975, bao gồm một phiên bản màn hình 6.28 inch có camera kit và một phiên bản với màn hình 6.75 inch cùng cụm 3 camera mặt lưng. Và nếu các thông tin mà Ice Universe đưa ra chính xác thì dòng Note năm nay sẽ có tên chính thức là Galaxy Note 10 và Galaxy Note 10 Pro. Ngoài sự khác biệt về hai phiên bản chính thì chúng ta có thể xem thêm hai biến thể khác bao gồm SN971 và SN976 được cho là phiên bản hỗ trợ kết nối 5G của Note 10 và Note 10 Pro. Có nghĩa là vẫn theo truyền thống thì Galaxy Note 10 năm nay vẫn sẽ được bán ra với phiên bản 4G LTE tiêu chuẩn. Các bạn thân mến, cách đây khoảng vài ngày thì LG đã gửi 10 đơn đăng ký cho EUIPO, văn phòng sở hữu trí tuệ của Liên minh châu Âu. Tất cả các yêu cầu đều liên quan đến một thiết bị có thể cuộn lại dưới dạng smartphone. Các tên gọi được đăng ký là The Roll, V-Roll, Double Roll, Dual Roll, E-Roll, Signature R, Off-Screen, Off-Covers, Roll-Covers và Roto-Roll. Các đơn đăng ký đều được nộp dưới dạng bằng sáng chế bởi công ty Mistronin ở Munich, Đức. Công ty này thường hành động dưới danh nghĩa của LG và cũng đã từng đăng ký bằng sáng chế các tính năng khác nhau của LG G8 hồi đầu năm, cũng như các nhãn hiệu LG Bandit, Flex, 4D và Duplex. Mặc dù không mô tả chi tiết các tính năng cũng như là cách thức hoạt động của màn hình cuộn, tất cả đều liên quan tới smartphone bởi LG sử dụng các chú thích đi kèm như là màn hình cho điện thoại thông minh, pin cho thiết bị viễn thông di động, loa và camera cho điện thoại thông minh, vân vân. LG thì từ lâu đã tập trung vào việc phát triển các thiết bị cuộn màn hình. Đầu năm nay, nhà sản xuất Hàn Quốc đã công bố một chiếc TV OLED 65 inch với độ phân giải 4K có độ mỏng đáng kinh ngạc. Nó mỏng tới mức mà người dùng có thể dễ dàng cuộn lại như cuộn một tấm áp phích thông thường. Trước đó vào hồi năm nay tại sự kiện CES 2019, thì CTO kiêm chủ tịch LG IP Park cho biết công ty đang làm việc trên cả điện thoại có thể gập lại và cuộn được. Còn đầu tháng này thì hình ảnh sản phẩm được hé lộ cho thấy là chiếc điện thoại có thể gập lại được của LG sẽ có màn hình linh hoạt và được đặt trong phòng thí nghiệm. Sắp tới đây thì chúng ta sẽ có Galaxy A2 Core với màn hình QHD 5 inch khá nhỏ so với mặt bằng chung của các smartphone hiện nay. Thiết bị sử dụng bộ vỏ bằng nhựa có màu là thắm đậm và màu xanh. Điện thoại sẽ bán ra tại Ấn Độ với mức giá từ 76 đô, tức là khoảng 1,8 triệu đồng, rẻ hơn tận 10 đô so với Galaxy A2 Core, smartphone Android Go đầu tiên của Samsung. Và để tối ưu về giá thì Galaxy A2 Core chỉ được trang bị cấu hình trung bình với con chip tầm trung là Exynos 7870 với tốc độ là 1,6 GHz, RAM 1GB và bộ nhớ trong sẽ là 16GB. Máy sẽ có camera chính 5MP và khẩu độ ống kính là f1.9 và camera selfie 5MP cùng khẩu độ là f1.9. Và điện thoại của Samsung sẽ chạy trên nền tảng Android 9 Go Edition được tối ưu dành cho các thiết bị cấu hình thấp. Máy sẽ có phiên bản hỗ trợ 2 SIM cùng với jack cắm tai nghe 3.5mm, hỗ trợ đặt FM, Bluetooth 4.2 và Wi-Fi tần số 2.4 GHz. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!